Chào mọi người, hôm nay em đang bán cái chậu giả hạt mặt bông như trên hình nha. Để em cho mọi người xem. Đây về cái bông của nó đây. Về hướng này nó không bị choi nắng nè. Bông nó rất là đẹp nha. Cánh dài, bay, lưỡi tím hồng. Hai mắt của cái bông này thì rất là gọn. Thì em nói về cái nguồn gốc xuất xứ của cái bông này. Là cái này là em mua từ đồng bào người ta đi lấy ở Đắk Long, Đắk Lây con tôm nha. Đó. Đây có một mầm thôi. Khi mà em trồng là em tách ra nên là với lại một con kiến nhỏ này là chưa có mặt bông nè. Còn hai mầm này là thực ra là một mầm ban đầu em tách ra cái bụi phía bên này và bụi phía bên này và nó cho được hai thân tơ và một con kiến nhỏ. Chậu này 400.000 nha. Ai mà mua thì liên hệ em số điện thoại nha. Em để dưới phần tiêu đề á. Rồi, chào mọi người.